lý dinh dưỡng trên cây có muối, phần 1. Video được thực hiện bởi công ty trách nhiệm hữu hạn phân bón Bảo Minh. 1. Vai trò của đạm với cây có muối. Vai trò và triệu chứng thiếu đạm. Đạm, nitơ là một thành phần của chất diệp lục, thúc đẩy tăng trưởng, phát triển bộ lá, hình thành hoa, đậu, phát triển và chất lượng quả. Đủ nitơ, cây sinh trưởng khỏe, quả nhiều và to. Thiếu nitơ, cây mất màu xanh, lá nhỏ, cành non chết khô, chồi ngắn, rụng quả non, lá già rụng vào đầu mùa, rìa lá mỏng, cành cây bị chết. Thừa nitơ sẽ giảm chất lượng quả và rút ngắn thời gian cắt trữ. Quả lớn nhanh, tăng thời gian quả xanh, chín chậm, vỏ quả dày và thô, tép khô. Biện pháp khắc phục. Bón đạm dưới dạng phân đơn, ure, sulfat amon hoặc hỗn hợp NPK, DAP cho cây ở những thời điểm quan trọng như sau thu hoạch, trước mỗi đợt cây ra đợt non. Sản phẩm bổ sung 30-10-10 và Flowfish. 30-10-10 tăng khả năng hấp thu dinh dưỡng cho cây trồng, kích đợt nhanh, đâm chồi mạnh, bút to khỏe, lá xanh, chống ngạn rễ, vọt hoa, trái lớn nhanh và mỏng vỏ. Rofish chiết xuất từ cá ngừ đại dương, sử dụng công nghệ thủy phân để tổng hợp protein từ cá, cung cấp cho cây trồng một lượng đạm từ amino acid, giúp cây hấp thụ một cách dễ dàng và nhanh chóng. Vai trò của phosphor, lân trên cây có muối. Triệu chứng tác hại do thiếu phosphor, lân. Lân có chức năng quan trọng như quang hợp, hoạt động enzyme trong sự hình thành và vận chuyển đường. Quan trọng nhất là phát triển bộ rễ, hình thành hoa, phát triển và tăng chất lượng quả. Thiếu lân, ít có các triệu chứng thiếu hụt được nhìn thấy trên lá, nhưng có ảnh hưởng đến chất lượng quả, gây biến dạng, lõi rỗng và thô, vỏ dày, quả mềm, khô nước, chua. Trong trường hợp sử dụng quá nhiều phân đạm thì hậu quả của việc thiếu hụt lân lên chất lượng quả sẽ tồi tệ hơn. Thừa lân không gây ra bất kỳ tổn thất nào về năng suất, chất lượng trái cây nhưng có thể có tác động làm thiếu kẽm trong cây và giảm hiệu quả năng suất. Do đó, việc cung cấp cân đối nitơ và phospho sẽ cho năng suất và chất lượng quả tốt. Có thể cung cấp lân cho cây thông qua các chế phẩm đơn và các thời kỳ sau thu hoạch và cây chuẩn bị ra hoa. Sản phẩm bổ sung phớt kẽm 550 và Novifer 12610. Phớt kẽm 550 giúp cây trồng tăng sinh khối, phát triển rễ, tái tạo bộ rễ, chống đổ ngã, tăng kích thước quả, to hạt, lớn củ, tăng năng suất cây trồng, đồng thời là hoạt chất tăng kích kháng tự nhiên với nấm. Kích rễ tạo tán, phục hồi cây sau thu hoạch, tạo mầm hoa, kéo dài thời gian thu hoạch. Xin chân thành cảm ơn quý bà con đã xem video. Hẹn bà con ở phần quản lý dinh dưỡng tiếp theo. Chúc quý bà con canh tác hiệu quả.
đăng ký kênh để nhận thông báo video mới sớm nhất.